Chơi game này chơi càng chơi càng ức chế thêm, bà mẹ nó. Nó vào cái chuỗi đen là chơi bao cay bao ức chế luôn. Mẹ con reo đi nhặt đấy, không rô được con reo nào luôn đấy. Thà là con reo nó hót, nhà nào cũng bắt reo đi đéo nói. Đây có đúng một nhà cầm con reo hai, với bạn một con reo. Với có nhà Raven cầm reo một là có 5 con reo thôi. Mới có 5 con reo trên sàn mà roll level 8 chứ có phải roll level 7 đâu, roll chết đỉnh mẹ luôn. Đấy có ra con reo nào. Ảo thực sự ấy. Ảo đéo chịu được ấy. Ảo một cách vô lý luôn. Nhiều thằng level 5, level 6 đã level 2 rồi. Ý nó chán. Thiệt, mình roll level 9 thì bằng người ta roll level 7. Thật. Tôi tỷ lệ level 9 roll 5 tiền cũng bằng người ta roll level 7. Chúng level 7 toàn 5 tiền. Level 7 4 tiền 2 sao cộng 5 tiền, thậm chí 5 tiền 2 sao còn kịp. Mình lên level 9 mình run chưa ra nổi con 5 tiền mình cần nữa. Mà chúng nó level 7, chúng nó level 8 là chúng nó 5 tiền 2 sao rồi. Thế mới hay. Hài hước vơ lơ. Lúc nào chả thế. Thì đéo là nó cũng thế. Có phải một lần hai lần đâu, 1 tỷ lần rồi. Bạn muốn chơi con Teemo ấy thì bạn phải tự tin là con Teemo của bạn nó chọi khôn hay là không. Chứ con Teemo với con các ma của mình là mình đéo tin tí nào rồi đấy. Teemo các ma nhà người ta chọi auto chủ lực luôn. Teemo nhà mình, các ma nhà mình chọi auto chọi tăng. Chọi tăng mà chọi chúng còn đỡ nha. Con Teemo của mình chẳng hạn con tướng nó đứng đây là nó chọi bom đằng sau lưng con tướng ấy. Chả dính ai luôn ấy. Đây mình thí dụ cho bạn, thí dụ một con mộc nó đứng như thế này đi. Teemo bên mình đứng đây đúng không? Chọi. Đây xung quanh đây là nó dạt sang hai bên để con tan ở giữa là con Teemo nó chọi nấm ấy. Một quả nấm dính con mộc, còn 4 quả nấm nằm ngoài này. Chọi xong lắc đầu luôn, chọi xong bảo mẹ mày chọi cái đéo gì đấy. Toàn vậy anh em nhớ không? Toàn thế thôi. Cứ chạy đi đâu ấy. Chọi đần độn đéo chịu được ấy. Ác luôn này. Morgana, Liplang, Soraka này. Morgana, Liplang, Soraka. Từ nhá. Cho con Morgana với con Yasuo vô trước đi. Liplang. Tôi bán Yasuo mua hai con này. Liplang vào, Lissandra vào. Búp ai đây? Búp Kha'Zix à? Ba tiên hắc ám búp Kha'Zix hơi cùi nhỉ. Cũng được. Chắc là cả chết được con Lee Sin đấy. Gần chết luôn. Ngon. Ok. Lên chết cho Soraka nữa là vào đẹp đúng không? Lên chết cho được con Soraka này vào nữa là đẹp. Là có hai con tái tạo giáp thiên thần, giáp gai hắc ám, giáp gai hắc ám với giáp thiên thần cái nào lợi hơn ta? Giáp gai hạt ám.
Rồi mình chỉ đép tạm bằng con Morgana này thôi, tí mình bỏ à. Để mập lại nhá, Lip Lăng bắt một con thôi, Lip Lăng 2 phế, được cái gì đâu. 1-2 cũng chẳng thua. Ba Long tộc luôn này. Ba Long tộc vẫn win được má, bài vẫn ok mà. Ba Long tộc hai thần sứ hai đấu sĩ vẫn ok mà, có gì đâu. Con Khanzik thì quan trọng là cô lập hay không, quan trọng gì búp cái kia vào. Cô lập cái là 1000 dam rồi, mà đầu game thằng nào chịu nổi 1000 dam đâu, trừ mấy cái thằng cầm giáp máu là thôi. Để bán nát tiếc chưa, tiếc gì, giờ có ba Long tộc mà tiếc cái gì. Ra ba Long tộc thì đánh luôn là thôi. Lấy cái giáp gai đi, tí cho có tăng. Giáp gai ấy tăng ngon lắm. Giáp gai đấy luôn luôn ngon. Thanh niên để che nước mắt thì mình lấy thôi, che thì mình xin. Tao thật thật tao 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 thật thật tao. Đủ ghép lít nhít luôn. Chắc làm tí các ma nhỉ, làm tí thần sứ đi. Cày thế nhờ.
Đợi chính cút là được rồi. Thấy cái cung là thấy chú bé đần rồi đấy. Thấy cái cung là thấy hơi chú bé đần. Lợi tức thôi anh em. Bây giờ mình lưu chiếc lại mình lợi tức thôi. Win luôn à? Ngon thế nhỉ? Toàn trứng vịt lộn đó. Ván này quan trọng là kiếm làm sao được con Garen này. Được. Có quả trứng hơi to to một tí rồi đấy. Làm sao để kiếm được Garen? Tí làm cốc này. Cốc này, crit phép này. Cốc hắc ám này. Soraka. Garen giáp gai, giáp máu. Là binh rồi. Thôi bớt ham hơn năm long tộc đi bạn ơi. Không có đâu mà ham. Rồi đi phép này. Rồi lấy cái giáp máu chứ đi. Lấy tằn trước. Này Dali nữa này. Ừ.
Má hủy Lee Sin nó khỏe quá. Lee Sin lên cầm giáp máu cứng cáp Valor. Chấp nhận mất một đồng tiền lợi tức nhá. Đôi khi nó ra cho mình con hammer thì mình đánh luôn. Hensu nó ra hammer rồi sao? Ngon khô ít. Khó thì cũng mất có một đồng chứ mấy. Các ma rồi này. Để mẹ lên luôn con S2 không kịp bán. Ở đây một con các ma 4.2 ấp 8 bán hết đi. Xoay đánh thôi. Chắc ghép tà thần nhỉ. Tà thần được không? Tà thần được không nhỉ? Các ma hai nước mắt thì lởm. Các ma hai nước mắt thì cùi anh em ạ. Ghép thần sứ à? Làm cốc đi đã. Tà thần làm đếp thì... Làm cái cốc cho nhiều đam. Đang không có đam rồi làm cốc đi. Các ma thời nào còn xài blue. Thời nào còn lắc các ma blue cùng lắm là ghép tái tạo thôi. Ghép tái tạo Garen. Garen tái tạo kiếm hammer đánh. 4 thần sứ 4 tái tạo Garen. Bờ yên binh. Cái địch mẹ ơi mũ thôi. Giáp máu một cái thôi mũ đi nhờ. Đang thiếu đam. Hammer luôn này. Năm long tộc. Năm long tộc vài round đi. Để 5 lâm tộc 2 round đi. Rồi bỏ nhờ. Hammer cầm cái này ngon này. Chắc ghép tái tạo luôn đi nhờ. Ra hammer thì ghép tái tạo thôi. Kiếm con Ivern nữa. Gấu luôn rồi, Ivern gấu. Thôi chuẩn bị đổi bài nhá.
4 thần sứ, 4 tái tạo. Bài này có xài reo không? 4 thần sứ, 4 tái tạo thì đâu có xài reo đâu. Đúng không ta? 4 thần sứ, 4 lót. 4 tái tạo, 3 lót. Một con gấu. Đâu có xài reo đâu, bỏ đi. Thì à, Ronagaren này bỏ 5 tộc đi nhỉ. Rồi vứt 4 tái tạo vô, bỏ vứt một con thần sứ ra ha. Bỏ con nào ra giờ? Bỏ con mập ra. Ép crit phép đi, không có crit phép thiếu đam lắm. Mẹ nó bắt mình lấy con hammer à? Bắt thì mình lấy thôi. Chắc bỏ bớt long tộc đi nhờ, không thôi tụt máu kinh lắm. Bỏ long tộc đi nhờ. Đánh 3 thôi. Không cho hammer hit cốc, ừ cho hammer hit cốc cũng được. Đánh tới rau quái đi, rau quái là bỏ thêm một round đấy nhá. Lấy vài quả trứng là bỏ được rồi. Ờ hammer 2 ngon. Mẹ con trọng hammer cầm đầy máu là ghép cái gì đây này. Hammer cầm đầy máu phế bỏ mẹ nè. Đâu biết ghép cái gì đâu. Hammer thì không cần quỷ thư rồi. Hammer đâu có cần quỷ thư không? Xe kê à, VF đâu? Crit phép cũng chưa có. Khổ thế. Hai găng này. Hai găng cho Ivern đi ha. Hai găng Ivern là ngon nhất rồi. Tại vì team này đâu ai cầm hai găng đâu. Hai găng Ivern. Chắc lên chết đi nhở. Giờ để tìm lên chết nhở. Bài đang đép được rồi đúng không? Khi nào thua đổi bài. Khi nào thua đổi hai con này vào. Chắc mà Zeke thật này. Thôi Zeke đi. Thật đấy. Zeke ngon nhất đấy. Ôi crit hắc ám Zeke. Mà Zeke thì lại không được hit cốc các bạn ạ. Hammer mà Zeke không được hit cốc. Còn cái diệt này từ từ đã. Cái ke này nó không được hit cốc thôi, bán con này đi đây.
chờ xem còn đồ không đã. Cái 22 là được rồi, để cái lên chết cái, để lên tiền lên chết. Bà đang ok. Mê cô. Ê găng cái này, găng bảo thật vô cực luôn đi. Hay làm hút 7 ta. Tại vì thực tế thì không biết ghép đồ gì cho con này á. Làm hút 7 đi đã nhở. Hút 7 xong lấy cái Neko đi. Zeke hắc ám. Zeke hắc ám được, vô cực. I believe in the future of Dragon Kai. Giờ hát ra đâu ra được cái gậy đấy nhờ, là cùn đao ra cái hát ám binh. Thôi để tiền lên 9 đi. Để tiền lên 9 đi anh em ạ. Có Garen này thay, khi nào có Garen bắt đầu mình bán long tộc đi. Thôi có Garen là bán được rồi bạn, tham làm gì, có Garen là cứ bán đi, để làm gì, đừng có tham quá, vừa vừa thôi tham thế. Crit phép hay là mũ ta, mũ chắc ăn hơn nhỉ, hay mà mũ đi chắc ăn hơn. Garen thì mới bán xét. Ông nội level 8 Garen 2 này các bạn này. Level 8 Garen 2 ạ. Level 8 luôn như level 9. Hammer là mình đánh long tộc nó ra bạn, không có so sánh được. So sánh cái lên gì đây? So sánh như kẹt vậy. So sánh khập khiễng thế. Thằng đánh long tộc, thằng không đánh long tộc đi so sánh à? Đéo hiểu kiểu gì.
23 khó, không làm nổi đâu. Khăn cho Hammer luôn đi. Khăn cho Hammer đẹp, đừng bị ngắt skill, đừng bị thằng nào nó mút hết. Mút rồi ngắt kỹ năng các kiểu. Hammer đồ này là đam nhiều. Thôi không đánh bốn thuật sĩ đâu, chừa máu lại trụ để run. Gà rẹt của thằng này mạnh quá, thua. Nó gà rẹt tái tạo rồi chứ yếu đâu. Gắp gai, máy chiếu. Quyền năng máy chiếu đi. Quả trứng này. Giờ Garen bỏ ở đâu trời? Garen bỏ ở đâu ta? Garen bỏ vào gấu không? Bỏ vào Soraka không được. Thua bớt đi cũng được. Lên 2 kìa. Thần sứ nữa này, thần sứ là được 4 thần sứ này. Lấy cái này chả biết cho ai nhất đại. Hit hammer quá. Không được rồi các bạn.
có. Này thua luôn rồi, không được. Ít hammer quá à. Mình không thể trụ được ấy. Cho mấy quả trứng này nó nở, trứng này lâu nở lắm. Trứng này 5 round, trứng này 3 round, đâu có trụ được 3 round với 5 round nữa đâu. Hèn mẹ rồi. Không phải nhát hay không? Mà ông phải đợi trứng nở, mà trứng nở xong mẹ game rồi, bọn nó yếu quá. Trứng nở thì xong game rồi, không được. Thằng này nó cũng cầm hammer nó roll không ra chứ, do mình roll không ra. Do mình roll không ra thêm hammer ấy, mình đem mình roll không ra chứ. Đáng lý roll thêm hai con hammer nó được mà, số tiền đấy roll thừa sức mà, roll nãy giờ cả bao nhiêu tiền của tôi rồi? Chắc 7-80 tiền chứ ít đâu. Roll không ra chứ. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.